Hello, xin chào cả nhà nha. Đây, hôm nay là ngày 24 tháng 12 là ngày Noel nha. Đấy, mình đi đi chơi, đi dạo vườn thông. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem vườn thông ở đây như thế nào nha. Cây thông rất là đẹp luôn. Hello nha. Đấy, hiện tại là mình đang ở vườn thông. Rất là đẹp luôn nha. Đấy. Nay Noel đi chơi. Vườn thông ở huyện Con Plong. Một góc vườn thông ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Đấy nha, lá thông rất là đẹp. Đấy. Bạt ngàn. Rất là nhiều cây thông luôn. Đấy nha các bạn. À, cái thông này, cái thông nhiều tuổi rồi. Đấy, đường mình chỉ quay một đoạn này thôi, do là đường rất là khó đi, trời mưa mà. Đấy, Noel rất là lạnh luôn. Đấy nha. Bẻ một cành thông quay rõ ra cho các bạn xem đây nha, rất là đẹp. Hiện tại là mình đang ở địa phận Con Plong, Kon Tum. Đấy, xa xa kia cũng là cái thông nha. Đây, cùng mình đi dạo để xem bên kia có cái thông nhỏ không để mình quay cho các bạn xem nha.